Alo, anh chẳng biết à? Rồi, tình hình là em mới trúng xổ số, nên là dư đang định là mời anh với anh Công đi uống trà đá. Trà đá Đại học Vinh. Với lại dư em có điều kiện, muốn nhờ hai anh đừng đi. Dư em đang quen một con bé Đại học Vinh, nói chung là cũng được, da trắng mặt xinh, chỉ trung linh một đầu là thần kinh hơi có vấn đề. Anh nghĩ rằng mà em đẹp trai như cái này sáng đi mà hắn nó yêu là đi yêu với thằng con ông chủ đại học. Bữa trước em gặp nó ở trường, em xin số cho từ đầu nó mình cho em số rồi, cho đến khi em chuột cái con ve tu 1280 ra, trời ơi em biết yêu hắn kêu em số xạ nhục ơi là nhục. Hai anh coi đang tư vấn giúp em gấp. Em mà tàn đủ quân này đừng có nói đến trà đá với đứa sau. Em mời cả mấy anh đi ăn kẹo lại ré vùng để mấy anh lên giúp em gấp đấy nha. Rồi, chào trời thật giúp anh lại chớ lại cái đường bố mà hẳn ngủ như chục. Tân gậy ra rắn là đưa đi 1280 rửa cho mắt rắn bao nhiêu đưa chào nghỉ rắn chứ. Anh nói chú này, bây giờ con gậy là hắn thích ba kiểu. Một là con trai mình giao mình đưa hắn đi ăn đi mua sắm, thấy chưa, là được đi nơi khác, thích thích vẫn khoái bạn bè có người yêu giao đi nơi khác. Thứ hai con trai em thích con trai phải to khỏe, có khỏe mình yêu nhau đường dài lâu nhá. Thứ ba là yêu nhau một cách nó chân thành thì con trai nó phải phải hết mình, phải yêu nó kiểu nó mù quáng, có người yêu nó đến hết không có gì bằng yêu cả nhá. À, nhưng mà chủ thì nghèo tôi nghèo chết thì được, tôi nói cái giàu thì là cái thứ nhất bỏ qua. Mà cái thứ hai đó khỏe thì anh nhìn chỗ thì chỗ thì ăn thú ấy đó khỏe thì ăn thú ấy thì giao luôn nhé. Cái thứ ba là con là cái thứ ba thôi. Cái thứ ba thì là như phải yêu một cách chân thành thì là chúng là chủ chân thành hay không thì cũng biết, nhưng mà mình rằng mà lừa được hẳn là lừa á. Đấy, thì là có những cái giai đoạn đi anh cũng đúc rút từ kinh nghiệm mấy thân bạn thôi. Thứ nhất, việc đầu tiên là phải tìm cho được cái địa chỉ của hắn, tìm được rồi là mình mới có cái chỗ mà mình đánh vô, mình đánh vô địch chứ gì nhá. Đối tượng của mình ở rồi, bây giờ là mình phải viết thư, mà viết thư tình cảm vô, viết thư tay. Mà bán vẻ chủ ngủ rồi thì lên lên mạng mà tìm, lên Google mà tìm những cái thứ tình lãng mạn hay nhất thế kỷ 20 21, rồi là tìm mà viết rồi là hàng ngày là đến dắt trước cửa cho hắn đó. Ngày một đến dắt trước cửa cho hắn á, là hắn ngủ dậy đây rồi là hắn đi học về đây, là hắn thấy cái gì dắt trước cửa á, là hắn lấy hắn đó. Anh đọc là ôi trời ơi có anh đi anh thích mình cháu ơi, anh khánh khánh mình đẹp thế này nhưng mà anh thích á. Chúng mình đã mình vui mừng anh thích anh hình thú ngay có hình tò mò anh đâu anh lên anh biết được anh thèm rồi khi nào anh thích mình rồi á, anh có một chút thích mình rồi mình có cơ hội mình tiện là thêm bước nữa đó, là khi nào mình mới đi vào mùa hoa mình tặng thì phải khổ như kế nhá. Bởi vì mình tặng cái gì là không có tiền không tăng được, phải cậy nó rẻ là hóa phải lãng mạn. Chú con em đại học với thì là mua cái chỗ hóa bên cặp đại học với nhá, rẻ cháo rẻ thui luôn, rẻ như cháu luôn đó. Rẻ như cháu luôn, chú mua 510 bông thoải mái tất cả đến tặng hình, nhưng mà đến tặng hình phải chọn mấy cái bữa trời bữa là gió rồi là gọi lại cầm lên tay đến chỗ phòng hẳn là hoàng đám cưới, hoàng đám cưới đi
bóp đi, bóp cho hành đạn đạn đấy, như kiểu là mưa xối xa xuống, để dụ mọi người mình đừng sạch đẹp đi. Chà, đầu tóc bù xù kìa là, chà ơi, mình anh chạy đến em cũng thở hồn hết á, vì em anh vượt cả quãng đường dài hạt được, nhá. Tính mà dẹp dẹp mà đừng sạch sạch thì dầm bố bùn. Dầm bố bùn là mất đứt dẹp đi, khổ như ghế bác. Còn gãy hoàn thiện, hoàn thấy mình hẳn rước là hẳn thấy chứ. Hẳn thấy cực kỳ đưa hẳn cảm động. Thế là gì? Nói chung là không được mất cường là chủ luôn rồi nhá. Anh thấy có khả năng cái đấy, khả quán cái đấy. Hẳn nóng cường là chứ bố. Khi nữa thì cái vấn đề đó khỏe là hắn không quan trọng nữa, lão bàn nó lên hàng đâu nhá. Thế nhá. Còn con gậy mà hắn ngực xính mà hắn đi rung rinh giá trần tính gì là thần kinh có vấn đề thì anh biết chủ lư hắn rồi. Nhưng mà cố gắng nhá, chủ thì cũng tốt đẹp chứ không. Theo cái anh nói đó là kiểu chim cũng vẫn được. Nhưng mà muốn mất ngón thêm thì hỏi anh Công. Anh Công anh dễ lắm, anh nhiều bài đó nhá. Tốn ạ, anh nghĩ anh đèo biệt nói tím không? Nhưng mà anh nói với chủ một điều là cứ yêu chân thành, yêu bằng tất cả con tim, yêu bằng tất cả tấm lòng. Đấy, thì chắc chắn là kỳ tình cảm đó sẽ được đền đáp thôi. Chủ hiểu không? Gái ở mô hân kiếu hân cạnh thì kết thúc bổ ấn. Nhưng mà gái Nghệ An á, mà nói chung là nhất là gái Đại học Vinh. Oa ta ơi, phải gọi là hân rồng mỡ hân cười mỡ làm ra đúng kiếu hân cạnh mất ạ. Là dân ta mình chứ biết kiếu cạnh là tới. Chủ cứ xin số điện thoại mơ. Mà mời ra trước cộng Đại học Vinh làm vài lý trà đá rồi là tán thì chứ. Xin Facebook, Facebook mà tán thì chứ. Có tí mất ạ. Anh đây thì cũng chưa tán gái bao giờ. Kê địch cái vũ thì cũng chưa rơ khi mô. Nhưng mà mực cái miệng thì cứ nói bố bố tự dưng có con em răng hố hoàn vào rồi. Thế chứ có gì cứ tán thoải mái đi. Tán tẹt ra đi. Yêu mộ yêu bằng tái sự nghề đời đời ầm đó. Cứ nói với hắn. Còn tán mà không được thì quay ra tự chật tán đi. Tự sập mạ luôn này. Không chứ mà phải sợ nha. Còn mà nói thật mà anh cũng nói một câu chân thành với Tốn này. Tốn ạ. Cái gì nói gì đi nói. Nhưng mà chủ thì anh có lẽ nghĩ là bỏ tay rồi. Khóa học bỏ tay, y học bỏ tay. Không thể tản được vì chủ nhìn chín có vẻ bé. mà thôi Tốn ạ, anh khuyên chủ một câu. Gái gù mình cất cho khô. Tiền không có cứ thích gái với gù. Hãy về đội của anh. Với phương châm sống là tích cực quay tay phần máy xe đến. Chúc chủ thành công.